bạn đã quay trở lại với chương trình Phong thủy và số phận. Trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nữ Đinh Sửu 1997 hợp với các tuổi nào để kết hôn. Ở trong bài viết tử vi ngày hôm nay, các bạn nữ Đinh Sửu sẽ tìm được một nửa của mình chính xác nhất. Để tham khảo thêm nhiều thông tin cụ thể, các bạn đừng bỏ lỡ phần tiếp theo. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tổng quan tình duyên của tuổi Đinh Sửu. Các bạn nữ tuổi Đinh Sửu 97 thường có sự khởi đầu của đường tình duyên khá trắc trở, khó khăn, nhưng họ cũng là người giàu cảm xúc, thường không kiên định, dễ thay đổi nên cuộc sống tình cảm càng rất đau khổ và hay bị người khác lừa gạt. Những bạn nữ Đinh Sửu 1997 sinh vào tháng 4, tháng 9 và tháng Chạp âm lịch thì trong cuộc đời bạn phải trải qua ít nhất 3 lần thay đổi về đường tình duyên mới tìm được một bến đỗ thật sự của mình. Nếu các bạn nữ 97 sinh vào các tháng, tháng riêng, tháng 2, tháng 5, tháng 8 và tháng 10 âm lịch thì bạn sẽ phải trải qua ít nhất 2 lần thay đổi tình duyên trong cuộc đời trước khi tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Nữ 97 sinh vào các tháng, tháng 3, tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch thì bạn là người có sự may mắn trong đời sống tình cảm. Cả cuộc đời bạn không phải trải qua những lần thay đổi nào trong tình duyên. Những người yêu cũng sẽ may mắn người bạn lấy làm chồng và sẽ là người hạnh phúc trọn đời với nó. Nữ mạng Đinh Sửu 97 có các năm tuổi xấu, đó là những năm 19, 23, 25, 31, 35, 37 và 43 tuổi. Trong các năm tuổi xung khắc này, khi các bạn dự định kết hôn thì các bạn tuyệt đối nên tránh. Những bạn nữ Đinh Sửu 97 nếu sinh vào các tháng 1, tháng 2, tháng 4, tháng 5 âm lịch là những người có số đa phu, họ khá đào hoa và thường trải qua nhiều đời chồng. Những người này cần phải đặc biệt cẩn trọng trong những chuyện liên quan đến kết hôn hay chuyện tình cảm để đạt được hạnh phúc một cách tốt nhất. Vậy, nữ Đinh Sửu thì nên kết hôn với tuổi nào? Câu hỏi này sẽ được trả lời trong phần tiếp sau đây. Bên trên là phần tổng quan về đường tình duyên của các bạn nữ Đinh Sửu sinh năm 1997. Tổng quan tình yêu những người tuổi nữ Đinh Sửu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem tiếp các bạn 97 hợp với tuổi nào. Nữ Đinh Sửu 97 kết hôn với nam sinh năm 1997. Các cụ mà nói thì không bao giờ sai. Vợ chồng bằng tuổi nằm rưỡi mà ăn. Nếu hai người bằng tuổi kết hôn với nhau, sẽ có số tam vinh hiển. Cả hai vợ chồng hợp tính nhau, sống chung thuận hòa và bả ban làm ăn, có địa vị trong xã hội. Người vợ hiền dịu, dễ tính, thông minh, dịu dàng, quản lý tài sản, đầu tư chỉ có phát tài, phát lộc. Nữ 97 kết hôn với nam sinh năm 1995. Khi hai tuổi này lấy nhau sẽ rất tốt. Gặp đều số nhất phú quý, có số giàu sang và phú quý. Đây là số vợ chồng có phước hưởng giàu sang, thiếu một chút may mắn thì sẽ là khá giả. Thêm vào đó, tính tình của hai vợ chồng hòa hợp, khi chung sống với nhau sẽ hưởng cuộc sống hạnh phúc, sang giàu. Nữ Đinh Sửu kết hôn với nam sinh năm 1993. Khi nữ Đinh Sửu kết hôn với nam tuổi Quý Dậu, nếu lấy nhau sẽ khá tốt. Các bạn sẽ gặp được số tam vinh hiển, có địa vị và danh phận cao trong cuộc sống. Đây là số vợ chồng danh giá với đời, được nhiều người yêu quý. Thêm vào đó, tính cách của hai vợ chồng cũng tương đối hòa hợp, nên chung sống với nhau sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, ấm no. Nữ sinh năm 1997 kết hôn với nam sinh năm 1992, tuổi Nhâm Thân. Lấy nhau sẽ gặp số tứ bạc đạo, là số dễ làm ăn, kinh doanh. Đây là số có quý nhân phù trợ, vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ra đường, ăn nói, hay cầu, việc gì cũng thực hiện dễ dàng. Vợ chồng hòa hợp, chung sống với nhau có một cuộc sống ấm no, yên vui. Nữ Đinh Sửu kết hôn với nam Canh Ngọ 1990 khá tốt. Khi hợp hôn, các bạn sẽ gặp được số nhất phú quý. Đây là số có phước thì sẽ hưởng giàu sang, thiếu may mắn thì có một cuộc sống khá giả và tính tình hai vợ chồng tương đối hòa hợp. Vì vậy,
Khi chung sống, các bạn có một cuộc sống hạnh phúc và sang giàu. Khi nữ 97 kết hôn với nam 1989, sẽ gặp phải số nhì bần tiện, vợ chồng làm ăn không được phát đạt, phải chịu cảnh nghèo túng trong một thời gian, cố gắng chăm chỉ làm ăn mới được no ấm. Hai vợ chồng có phẩm hòa, tính nết, về ở với nhau chăm chỉ làm ăn sẽ được hưởng cuộc sống ấm no. Và khi các bạn nữ đi xỉu kết hôn với nam sinh năm 1998, nếu hai bạn lấy nhau sẽ gặp phải số tứ đạt đạo, có số dễ làm ăn và kinh doanh. Hai vợ chồng có mối quan hệ xã hội rộng nên việc làm ăn dễ dàng, gặp nhiều thuận lợi, được nhiều quý mến. Nhưng tính tình của hai vợ chồng không được hòa hợp nhau. Vì vậy, các bạn cần phải biết nhường nhịn và chăm chỉ làm ăn mới gặp nhiều điều tốt đẹp. Trên đây là các tuổi để các bạn nữ tuổi Đinh Sửu có thể lựa chọn tuổi để kết hôn. Tuy nhiên, các bạn cũng cần phải chú ý những tuổi nào đại kỵ không nên kết hôn. Các bạn vừa xem qua lá số tử vi chọn đời, những tuổi mà hợp với các bạn nữ 97. Các bạn nên kết hôn với tuổi nào? Và giờ chúng ta cùng nhau xem qua những tuổi đại kỵ mà các bạn nữ đi xỉu nên tránh kết hôn. Cần phải tránh các tuổi chồng Bính Tý 1996 khi cưới nhau sẽ phạm phải biệt ly. Nên tránh tuổi chồng 1994 Giáp Tuất cưới nhau phạm phải biệt ly và tuyệt mạng. Nữ Đinh Sửu 1997 kết hôn với chồng Tân Mùi 1991 cưới nhau sẽ phạm phải biệt ly. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình xem tuổi dựng vợ gả chồng của tuổi nữ Đinh Sửu 1997 của Phong Thủy và Số Phận. Các bạn đừng quên like và chia sẻ bài viết nếu thấy hay và ý nghĩa. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.